Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay cửa hàng gỗ lũa Linh Thương có địa chỉ tại đường 3 Mạc Thái Tổ, Thanh Sơn, Kiến Thủy, Hải Phòng. Xin trân trọng chào toàn thể quý vị và các quý khách. Hôm nay cửa hàng sẽ lên một số sản phẩm gỗ lũa và tượng Di Lạc, các sản phẩm nghệ thuật để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, sắm về để vui xuân đón Tết. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu với toàn thể các quý vị và mọi người, đây là một tác phẩm Di Lạc Cửu Phúc. Tác phẩm này gỗ hương ta, có chiều cao là 2m65, ngang của tác phẩm là 1m45 và chiều sâu là 75cm. Kích thước lỗ bàn rất là đẹp. Tác phẩm này thì có cụ Di Lạc đứng tọa dưới gốc tùng và trên vai là vác một cành đào. Cửu Phúc trước là chín chú tiểu đồng. Đấy, mọi người nhìn có chín chú tiểu đồng. Đấy, chín chú tiểu đồng này thì có đủ cả nam lẫn nữ. Đấy, là con cháu vui sum vầy quây quần bên cụ. Tác phẩm này thì là diện mặt rất là đẹp này. Quý vị nhìn diện mặt của cụ thì rất là đẹp, cười rất là khoan thai, sảng khoái. Tác phẩm này có thêm có một củ sâm, cá chép hóa rồng, cốc tài lộc, túi tiền này, hũ vàng này và các cái sâu tiền ở dưới, hội đủ tất cả các yếu tố tài lộc trong cái tác phẩm này. Một tác phẩm rất là đẹp. Hiện giờ tại cửa hàng gỗ lũa Linh Thương đang bán tác phẩm này với giá là 60 triệu, bao vận chuyển đến tận nơi cho quý vị. Tác phẩm thứ hai xin trân trọng giới thiệu đến tất cả nhà mình, đây là một cây gỗ lũa. Cây gỗ lũa này thì là gỗ rổi găng và có chiều cao là 2m2, ngang 60 và chiều sâu của cái tác phẩm này là 50. Đây là một cây gỗ lũa liền nguyên khối và tự nhiên. Như cây gỗ lũa này nằm trong lòng đất khoảng vài trăm năm rồi và nó lũa ra theo hình dạng như này, không một vết đục, không một vết cắt. Đây là lũa tự nhiên nguyên khối. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 17 triệu. Đấy, kính thưa toàn thể quý vị. Tiếp theo đây là một cây gỗ lũa này. Đây là một cây gỗ lũa tự nhiên nguyên khối. Cây gỗ này có kích thước chiều cao là 1m8, ngang 60 và sâu là 50. Lũa tổ ong tự nhiên nguyên khối, gỗ rổi găng. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 9 triệu 500. Một cây lũa rất là đẹp, tự nhiên, hàng rất là độc lạ. Tiếp theo xin giới thiệu với mọi người, đây là một pho Di Lạc Ngũ Phúc. Một pho Di Lạc Ngũ Phúc này cụ ngồi tọa dưới gốc tùng, xung quanh là có 5 chú tiểu đồng. Ngũ Phúc tức là 5 chú tiểu đồng ạ. Có 5 chú tiểu đồng này, diện mặt thì rất là đẹp. 5 chú có cả nam lẫn nữ, gọi là con cháu sum vầy quây quần bên cụ đấy. Đó. Đây là diện mặt của cụ rất là đẹp. Và đây là vân gỗ này, mọi người nhìn thấy vân gỗ tự nhiên này. Gỗ hương ta rất là già đanh. Toàn bộ tác phẩm trong cửa hàng gỗ lũa Linh Thương là không, chỉ có PU bóng M75, không pha màu, không phun màu. Nó hiện được cái vân gỗ tự nhiên của cái tác phẩm mình chơi. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 30 triệu nhé mọi người nhé. 30 triệu. Kích thước cao 1m7, ngang 95cm và có chiều sâu là 60cm. Đấy, xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Tiếp theo đây là một tác phẩm gia đình nhà dê. Gia đình nhà dê hay là còn gọi là tam dê. Hay còn gọi là tam dê này quý vị này.
Cái tác phẩm này thì có chiều cao là 2m2, có chiều cao là 2m2, ngang của cái tác phẩm này là 1m3 và sâu là 80cm. Tác phẩm này thì đặc biệt nó là tác phẩm gỗ lu kháo vàng, lu kháo vàng nguyên một gốc lu đấy mọi người nhỉ, nguyên một gốc lu này, trên là tán tùng mối này. Đấy, tán tùng rất là đẹp. Gia đình nhà dê là tam dê đấy ạ, quý vị ạ. Dưới là đế của nó là gỗ lũa nhá, mọi người nhìn cái đế này, đế là gỗ lũa, đế gỗ lũa. Đấy, tác phẩm này đang có giá tại cửa hàng giao lưu với mọi người là 30 triệu, và cũng bao ship vận chuyển đến tận nơi, tận nơi cho quý vị. Đấy, quý vị nhìn thấy có tuyệt vời không ạ? Tác phẩm này quý vị chơi trong nhà thì thực sự là đẳng cấp, rất là đẳng cấp luôn. Tiếp theo xin giới thiệu với cả nhà mình ở trong nhà đây ạ. Đây là một khối lu trường mật. Đây là một khối lu trường mật. Khối lu này có liên đại phải vài trăm năm rồi. Bây giờ nó lu, nó nu và nó như là sừng, quý vị, như là sừng luôn. Đây, quý vị nhìn thấy là như là sừng này, như là sừng. Cái tác phẩm này đang có chiều cao là 1m rưỡi này, ngang là, ngang của tác phẩm này là 90 cm và chiều sâu là 60 cm. Quý vị nào có nhà gỗ, nhà gỗ, nhà gỗ mà chơi hoặc sập vụ tủ chè mà chơi tác phẩm này rất là đẹp, rất là đẹp và tuyệt vời, mà chơi tác phẩm này hàng trăm năm sau không hỏng. Và càng ngày thì càng giá trị, càng ngày gỗ lũa này này càng ngày là càng hiếm đi. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 17 triệu nha quý vị nhé. Có 17 triệu thôi, kèm cả đồng hồ. Nếu mình không chơi đồng hồ, mình có thể tháo đồng hồ ra mình chơi đọc, đọc phần nu lũa. Đấy. Còn vào trong đây thì có những cái, có các cái tác phẩm nhỏ để quý vị chơi ghép nan, để chơi để bàn. Đây những cái tác phẩm nghệ thuật quý vị xem. Giá chỉ hơn 1 triệu đến 2 triệu. Giá hơn 1 triệu đến 2 triệu thôi. Quý vị có thể là chơi vừa ghép nan, ghép châu, hoặc là để bàn chơi nghệ thuật. Để bàn chơi nghệ thuật thì rất là đẹp. Tiếp theo xin giới thiệu với cả nhà mình một cây đồng hồ. Một cây đồng hồ này là gỗ, gỗ gù hương xá xị, gù hương gỗ thơm đấy ạ. Một trong bốn tứ đại gỗ mộc thơm của Việt Nam. Cái đồng hồ này cao 2m2, ngang 65cm và có chiều sâu là 55cm. Đục, đục tiểu cảnh Việt Nam, tức là đục trên thế lũa đó. Tiểu cảnh Việt Nam trên thế lũa, rất là giá trị và đẹp. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là có 10 triệu thôi. Có 10 triệu thôi quý vị đã sở hữu một cái cây đồng hồ cực kỳ là độc lạ rồi. Đó. Còn đây là một cái cây đồng hồ nhỏ để quý vị chơi trên đôn, hoặc là gia đình nào mà cái không gian mà nhỏ đấy, mình chơi cây đồng hồ này. Cây đồng hồ này là lũa tự nhiên toàn diện, nguyên khối, lũa tổ ong nằm trong lòng đất. Tác phẩm này đang có chiều cao là 1m4, ngang là 50 và sâu là 30. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 4 triệu 500. 4 triệu 500 quý vị. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mời quý vị vào trong nhà xem, thăm một số cái, các cái bức mình chơi nghệ thuật để bàn này, hoặc mình ghép nan này. Đây cũng là một cây đồng hồ nhỏ này. Rồi đây là một tác phẩm để mình chơi nghệ thuật này. Gỗ đinh hương nhé mọi người nhé. Gỗ đinh hương. Đấy, cái nghệ thuật của nó rất là cao, rất là đẹp. Đấy. Cái này mình có thể để trên đôn để chơi đầu bàn, chơi góc nhà cũng rất là đẹp. Cái tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 3 triệu. 3 triệu mọi người ạ. Đấy. Rồi đây là cũng là một cái bức lũa đinh hương. Rồi cái bức lũa rất là nặng luôn. Lũa tự nhiên nguyên khối nhá mọi người nhá. Đấy. Rồi đây là một cái cây đồng hồ gù hương này, gù hương xá xị. Rất là thơm luôn. Tự nhiên nguyên khối. Cái đồng hồ này cũng bán với giá tại cửa hàng là 5 triệu. Đấy, xin trân trọng giới thiệu với mọi người như vậy.
Còn sang bên đây thì mọi người có thể thấy là một hàng trên đây là toàn phần là gỗ Ngọc Am Hà Giang. Chỉ cần chơi một cục này ở trong nhà thôi là có thể là thơm quanh năm. Mà cái gỗ này khi chơi trong nhà lại tránh muỗi, không có muỗi. Rất là nhiều dầu. Gỗ rất là nhiều dầu và thơm nhé mọi người nhé. Đây là Ngọc Am Hà Giang, một loại gỗ thơm rất là quý của Việt Nam. Mà hiện giờ là không có chính sách, trên Hà Giang là không có chính sách trồng gỗ này nữa. Cho nên là còn lại như thế này là người ta khai thác đũa để về để chơi nghệ thuật thôi. Một cái bức này, ví dụ như là những cái bức này có giá khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Tùy bức to nhỏ, rồi tùy bức nặng nhẹ, nhiều dầu. Đấy. Cái này có tác dụng là đuổi muỗi này. Tức là cái gỗ này mình chơi một cái bức này trong nhà, nó một cái cục này thôi thì nó có thể là bao thơm được một cái phòng khách 20 vuông và lại không có muỗi ở trong nhà nữa. Rất là thơm và không có muỗi, đặc biệt nó giá trị là như vậy. Đấy, cho nên mọi người chúng ta là lên sưu tầm những cái loại gỗ này để chúng ta chơi. Lũa cũng rất là đẹp. Đấy. Và trong đây thì cũng giới thiệu với mọi người một số cái pho xi nạc nhỏ. Gỗ bách xanh. Xi nạc nhỏ ở đây là gỗ bách xanh. Gỗ bách xanh rồi gỗ hương ta. Gỗ bách xanh. Những cái pho di nạc này thì gỗ bách xanh cũng rất là thơm nhé mọi người nhé. Cũng là một trong những tứ đại gỗ mộc. Tứ đại gỗ mộc của Việt Nam. Những cái pho di này là có tầm giá là từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thôi nhé. Có tầm giá là từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Xin mời mọi người đi ra ngoài. Mình đang bày một số cái tác phẩm để ngoài. Xin giới thiệu tiếp với mọi người. Ở phía ngoài đây mình đang bày bán ở ngoài. Đây là những cái bức tiểu cảnh này. Những cái bức tiểu cảnh này thì là hàng nguyên khối, nguyên gốc. Đây ví dụ như hai bức này thì nó là gỗ gùi hương xá xị, rất là thơm này. Rất là thơm luôn. Hàng nguyên khối. Mình chơi để trong nhà rất là thơm. Thơm và lại không có muỗi. Trân trọng giới thiệu với mọi người. Tiếp theo xin giới thiệu với mọi người, đây là một pho di nạc. Một pho di nạc ngũ phúc. Tức là có 5 chú tiểu đồng, đục rất kênh bong, rất là kỹ. Gỗ hương ta nhé. Gỗ hương ta này, vân gỗ, mọi người nhìn này. Cái vân gỗ rất là đẹp. Thì bức di nạc này đang bán tại cửa hàng với giá là 25 triệu nhé mọi người nhé. 25 triệu một bức di nạc này. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Đây cũng là một pho di nạc gỗ hương ta. Gỗ hương ta cụ thì tọa dưới cái tán tùng và trên vai là vác một cành đào to. Ngũ phúc 5 chú tiểu đồng. 5 chú tiểu đồng vây quanh cụ. Pho di nạc này cao 2m1, ngang 1m và sâu là 60cm. Pho di nạc này đang bán tại cửa hàng với giá là 35 triệu nhé mọi người nhé. 35 triệu thôi. Tiếp theo xin giới thiệu với cả nhà mình một cái pho di nạc. Cái pho di nạc này là cao 2m35 này, tán tùng rất là kỹ. Đấy, cụ vác một cành đào, cũng 5 chú tiểu đồng ngũ phúc, gỗ hương ta, gỗ giả đanh luôn. Mọi người nhìn cái gỗ giả đanh luôn này. Đấy. Cao 2m35, ngang 1m15 và sâu là 75cm. Các bạn này đang bán tại cửa hàng với giá là 38 triệu. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là một tác phẩm di nạc ngũ phúc này. Cái tác phẩm này đang có chiều cao là 1m9, ngang 1m và sâu là 65cm. Ôm đá tự nhiên nhé, mọi người nhìn này. Ôm đá tự nhiên. Những cái tác phẩm này là có ôm đá tự nhiên này. Đấy, ôm đá tự nhiên. Rất là đẹp luôn. Tác phẩm này đang bán với giá là 35 triệu nhé, mọi người. Đây là một bức di nạc lu kháo vàng. Một bức lu. Bức lu kháo vàng. Bức này đang bán 6 triệu rưỡi. Cái bức này đang bán là 6 triệu rưỡi này. Bức lu này. Đây là một đôi bình đào. Một đôi bình đào này là gỗ hương ta liền nguyên khối. Liền nguyên khối nha mọi người nhé. Đôi bình đào rất là đục kênh bong, rất là kỹ. Gỗ hương ta.
có chiều cao là 85cm, rộng cả tán là 60, đường kính của bình là 25cm. Tác phẩm này đang bán với giá là 13 triệu. Đấy. Đây là một đôi bình tùng hạc. Một đôi bình tùng hạc này cao 90cm, cao 90cm, rộng cả tán là 60 và kích thước bình là 30. Gỗ hương ta liền nguyên khối. Đôi bình tùng này là liền nguyên khối nha mọi người nhé. Thì cái tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 14 triệu 500. Tiếp theo xin giới thiệu với mọi người cả nhà mình, đây là một cặp phu thê viên mãn, tức là có hai, một đôi chim công, một đực một mái này. Đây là hoa cúc này, tất cả là liền nguyên khối, đục rất là đẹp. Một cặp này đang bán với giá tại cửa hàng là 14 triệu nha mọi người nhé. Đây một đôi, tức là cái tác phẩm này mình chơi một bức cũng được mà chơi một đôi cũng được. Đây gọi là phu thê viên mãn nha mọi người nhé. Đây là, và tiếp theo xin giới thiệu với mọi người, đây là một cụ cốc thiền thư gỗ hương ta này, gỗ hương ta, và đằng sau cũng là ôm đá luôn, đằng sau ôm đá tự nhiên. Đây mọi người xem, đây là đằng sau là ôm đá tự nhiên, ôm đá, hai viên đá ôm tự nhiên. Tác phẩm này đang bán tại cửa hàng với giá là 6 triệu. Kính thưa mọi người, đây là vừa rồi thì tại cửa hàng cũng đang giới thiệu một số cái sản phẩm đặc trưng của cửa hàng, còn rất là nhiều những cái tác phẩm nữa. Thì sau buổi live này, trân trọng và kính mời cả nhà mình sẽ cùng đến trực tiếp tại cửa hàng gỗ lúa Linh Thương, có địa chỉ tại đường Mạc Thái Tổ, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, đối diện với kho bạc của huyện, đến tham quan, chiêm ngưỡng và chốt được những tác phẩm đẹp nhất để mình mua về cùng chơi, thu hút tài lộc về trong nhà, chơi những cái tác phẩm nghệ thuật. Xin trân trọng kính mời mọi người sẽ đến cửa hàng để cùng xem trực tiếp. Và sau đây xin trân trọng chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Nếu mà ai có nhu cầu thì là liên hệ với số điện thoại. Vâng. Mọi người có nhu cầu thì chúng ta sẽ cùng đến trực tiếp xem tại xem các cái tác phẩm nghệ thuật tại cửa hàng gỗ lúa Linh Thương, có địa chỉ tại đường Mạc Thái Tổ, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, đối diện với kho bạc của huyện Kiến Thụy. Và ai có nhu cầu xem trực tiếp trên Zalo thì mọi người sẽ liên hệ qua số điện thoại và Zalo của cửa hàng. Số điện thoại Zalo là 0936 693 494. Xin trân trọng và cảm ơn tất cả mọi người đã xem và thấy chưa. Người năm mới. Thế bây giờ nói lại từ cái câu nhá. Xong là bác ghép vào gì? Chứ nói là nhân dịp năm mới chúc mọi người có một năm tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể cả nhà, nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023, cửa hàng gỗ lúa Linh Thương xin trân trọng và cảm ơn các quý khách đã đến ủng hộ và xem những tác phẩm của tại cửa hàng. Và nhân dịp năm mới xin trân trọng kính chúc tất cả nhà mình có một năm mới thật nhiều sức khỏe, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.